Rồi, mến chào quý anh chị cô chú ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục review gửi đến quý anh chị cô chú xem một thửa đất vườn có diện tích là 3.600 m² và đất của mình là phủ hồng, hầu như là gần hết đất rồi nha quý anh chị. Thì địa chỉ ở đây là thuộc xã Bình Giả, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nó là Bình Giả nhưng mà nó giáp ranh với thị trấn Ngãi Giao nha quý anh chị. Cách trung tâm thị trấn tầm khoảng là 1 km thôi, là ngay chỗ vòng xoay Ngãi Giao luôn đó quý anh chị. Thì thửa đất vườn ngày hôm nay của chúng ta là ưu điểm là gần trung tâm thị trấn và có hai mặt tiền đường, và trong đất thì hiện tại đang trồng một số trái cây như dừa, mít, ổi rồi vân vân ha. Và thửa đất ngày hôm nay nó cũng có thể kinh doanh được cho những ai mà có thể mà kinh doanh cà phê sân vườn hoặc là một cái quán ăn sân vườn nha quý anh chị, bởi vì rất là gần với trung tâm thị trấn. Và trong vòng bán kính 2 km thì mình có đầy đủ dịch vụ tiện ích như bệnh viện, chợ, trường học, rồi hệ thống ngân hàng, rồi nói chung là vân vân, đầy đủ tất cả các dịch vụ tiện ích đều có ở thị trấn Ngãi Giao nha quý anh chị. Rồi, bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng theo chân em để xem hết cái video này nhé. Rồi đây là sổ của mình ha, địa chỉ là thuộc xã Bình Giả, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 3.608 m², hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng là đến năm 2043, thì đến cái thời hạn này thì quý anh chị mang cái sổ này đi gia hạn thêm cái mục đích sử dụng ha. Và cái thửa đất của mình đã được cấp đổi sổ mới, đo đạt đầy đủ diện tích lại cho mình nên mình có thể công chứng sang tên trong ngày luôn. Còn đây là cái trích lục địa chính của mình ở đằng sau trang tư ha. Còn đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Thì mình á là có ngang là 45 m mặt tiền. Đó. Là trên mặt tiền bê tông ha, và sâu là một cạnh 81 m và một cạnh còn lại là 74 m ha, và hậu đằng sau của mình là 47 m. Nói chung là khá vuông vắn, nở hậu một xíu ha. Rồi giờ mở quy hoạch lên thì từ mặt tiền đường nhựa vào tầm khoảng là 60 m là mình quy hoạch phủ hồng. Đất ở tại nông thôn nên mình có thể lên thổ cư trực tiếp được. Và còn cái đuôi phía đằng sau là màu vàng á, là đất quy hoạch đất trồng cây lâu năm ha. Và đất mình là đất sạch 100%, không mồ mả hay tranh chấp gì cả ha. Đây là cái góc hai mặt tiền của mình ha quý anh chị. Thì á, cái mặt tiền này á, là cái mặt tiền đường tự mở. Đó, không có hiển thị trên bản đồ của nhà nước ha. Đó, mặt tiền này là dân hiến đất tự mở ha. Còn mặt tiền này mới là mặt tiền của nhà nước ha. Thì từ cái góc mà cái góc giữa cái cây này nè quý anh chị, đó cái cây treo bảng mình đổ qua bên kia thì mình có 45 m bám trên cái trục đường nhựa này ha. Cái cạnh này sâu về sau là 81 m và cái cạnh kia sâu về sau là 74 m và hậu đằng sau của mình là 47 m nha quý anh chị. Đó, nở hậu một xíu. Khá là đẹp. Còn ranh giới của mình hiện tại là rào đóng trụ bê tông và rào lưới B40. Nói chung là ranh giới rõ ràng hết rồi nên quý anh chị yên tâm về phần ranh giới ha. Còn về hướng đất của mình là hướng bắc nha quý anh chị. Còn cái con đường này nè, ở trong cái đoạn này á thì lộ giới nó tầm khoảng là 4 m rưỡi nha quý anh chị, mà ra đây nó tầm khoảng còn 4 m thôi, chưa tới 4 m nữa. Nó nhược điểm là ở chỗ đây ha. Vì lý do tại sao? Vì tại trước mặt mình á là cái đường đó là đường Bình Ba Đá Bạc, Bình Giả Đá Bạc, cho em xin lỗi, đường Bình Giả Đá Bạc ha. Thì ở cái chỗ vị trí này nè, thì hồi trước cái mặt tiền đường ngoài kia thì đất nó rất là có giá trị nha quý anh chị. Rất là có giá trị. Nên thì người ta ở ngoài đó thì người ta không có hiến đường để mà rộng để mà đi vào ha. Đó. Nên thành cái khúc này nó hơi bị nhỏ ha. Phía trước mình là mặt tiền đường Bình Ba Đá Bạc, thì Bình Giả Đá Bạc chứ. Thì mình quẹo tay phải là mình về trung tâm thị trấn Ngãi Giao, thì cách đấy tầm khoảng mấy trăm mét thôi là mình về trung tâm thị trấn rồi. Còn mình gẹo tay trái là mình sẽ đi về khu công nghiệp Sona Đề Di, rồi đi về Đất Đỏ, rồi đi về Long Hải, rồi nói chung là đi về rất là nhiều hướng. Rồi đi về khu công nghiệp Đá Bạc ha. Đây, phía trước này. Trục đường này, trục đường Bình Giả Đá Bạc không quý anh chị? Đó. Thấy vị trí này nó tầm thường thôi chứ thật ra là nó rất là gần trung tâm luôn. Đó. Hướng đấy là mình về trung tâm thị trấn ha. Trước mặt quý anh chị là có một cái bảng là trung tâm thị trấn ha, Ngãi Giao. Đó, còn về hướng này thì mình đi rất là nhiều hướng nha quý anh chị. Về thành phố Bà Rịa mình đi hướng nào cũng được.
Đó, đất của mình thì cách đây tầm khoảng là 40-50 mét gì đó nha quý anh chị. Còn khu này thì dân cư ở khá là đông đúc rồi. Đó. Điện đài, internet, nước sạch, nói chung là không thiếu bất cứ một cái gì cả. Và cái miếng đất này á, nếu mà em sở hữu quý anh chị thì em cũng đánh giá cao về cái miếng đất này. Thứ nhất là nó gần trung tâm đó, thì ở ngã giao hiện tại bây giờ là số lượng người dân sinh sống là rất là đông, và cũng có nhiều khu công nghiệp nữa. Nếu mà thuộc quyền sở hữu của em mà có kinh phí thì em sẽ tạo thành một cái quán ăn gia đình, bởi vì cái vị trí đất mình cũng rộng và vị trí nó cũng đẹp. Tuy là không có mặt tiền thôi, ở đây là người ta kinh doanh theo kiểu truyền thống, là có nghĩa là ngon là sẽ đến thôi, chứ không phải là kinh doanh du lịch mà phải cần mặt tiền nha quý anh chị. Đó. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết mảnh đất của mình cho quý anh chị xem ha. Phía trước mặt mình là mảnh đất của mình ha. Đây. Có căn nhà nữa ha. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết cái thửa đất của mình ha. Thì thửa đất của mình ở phía trước thì đã rào lưới B40, đóng trụ bê tông hết rồi. Đó. Vô đây thì tầm vào khoảng 10 mét thì mình có một cái khoảng sân để đậu ha. Thì hồi đây thì người ta có xây một cái căn nhà mà nhìn giống là cái văn phòng hơn nha quý anh chị. Em không biết cái mục đích xây hồi trước này để làm cái gì, mà nhìn giống là y như cái văn phòng ha. Không vào phía trong được. Thì phòng này thì tầm khoảng là 150 mét vuông nha quý anh chị. Nó có bên này hình như là cái kho. Không về sau. Thì đất của mình hiện tại là cái địa thế là nó bằng phẳng hết luôn nha quý anh chị. Đất cái thổ nhưỡng ở đây là đất đen. Và trên đất hiện tại đang trồng một số trái cây như chôm chôm, dừa, xoài, đó, chanh, bơ. Nói chung là trồng đủ loại trái cây hết. Bên này là bưởi nè. Nói chung là cái vườn này thì nhìn là cũng biết là không có chăm rồi. Nó chăm thì nó cũng tốt chứ nó không ấy. Rồi bên này thì có một số mít nữa ha quý anh chị. Nói chung là vườn này rất là rộng nha. Bên đây thì dọc của mình thì đối diện là nhà dân ha. Ở đằng sau đây trồng bơ là nhiều. Phía bên này thì ranh giới của mình cũng đóng cọc bê tông, rào lưới B40 hết rồi quý anh chị. Và đằng sau đất cũng vậy. Đây là phía đằng sau của mình. Có ranh giới rõ ràng hết rồi ha. Đấy, từ bên kia đổ qua. Đây là thửa đất của chúng ta từ lê cam trên cao ha. Khu mình thì dân cư ở cũng khá là đông rồi nha quý anh chị. Thẳng tuyến đường này thì mình về trung tâm thị trấn ha. Mình sẽ động đường, trục đường trước mặt là mình là trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình. Quẹo phải là về trung tâm thị trấn, quẹo trái là mình có thể đi Hồ Cốc, Hồ Tràm, nói chung vân vân, đi rất là nhiều hướng. Phía trước mặt mình là trung tâm thị trấn Ngã Giao ha quý anh chị.
Còn đây là vị trí thửa đất của mình ở trên Google vệ tinh ha, xem để hiểu hơn. Đó, mình cách trục đường Bình Giả Đá Bạc là tầm khoảng vài chục mét nha quý anh chị. Đó, hướng này là mình về trung tâm thị trấn Ngãi Giao. Và trung tâm của xã Bình Giả thì hai trung tâm này là dân cư ở rất là đông đúc và kinh doanh rất là sầm uất nha quý anh chị. Đi thẳng thì mình ra quốc lộ 1A, còn đi ngược lại thì mình sẽ về khu công nghiệp Sona Deji. Thì mình cách khu công nghiệp Sona Deji tầm khoảng là 5 km thôi. Và mình cách thành phố Bà Rịa là tầm khoảng là 15 cây nha quý anh chị. Và cách biển Vũng Tàu tầm khoảng là 30-35 cây. Từ vị trí thửa đất mà chúng ta di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì mất tầm khoảng là 65 cây. Đó, di chuyển về CT01 là cao tốc Long Thành Dầu Dây đó, xuống quốc lộ 51 ha. Tới khu công nghiệp Mỹ Xuân B thì mình quẹo vào đường Hát Dịch để mà vào trung tâm của huyện Châu Đức ha. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem chi tiết hơn ở đường link dưới phần mô tả nha. Rồi từ vị trí thửa đất mình di chuyển bằng xe máy đi về thị trấn Ngãi Giao ha. Quẹo tay trái là mình sẽ về Đá Bạc, khu công nghiệp Đá Bạc, rồi đi Hồ Cấp, Hồ Tràm. Nói chung là đi đâu cũng được nha quý anh chị, bởi vì đường này nó phân rất là nhiều nhánh. Hướng này mình sẽ đi về thị trấn Ngãi Giao. Đó, tới cái bảng này là địa phận của thị trấn Ngãi Giao rồi. Ở đây thì hai bên người ta cũng mở công ty, xí nghiệp, rồi kinh doanh một số dịch vụ như cà phê, rồi karaoke. Rất là nhiều dịch vụ. Phía trước mặt mình là cũng có một cái bệnh viện đa khoa nha quý anh chị. Đó, bệnh viện Đông Tây. Quẹo tay phải là mình sẽ đi về Xuyên Mộc rồi đi Hồ Cốc, Hồ Tràm. Đó. Quẹo tay hướng này thì mình sẽ về trung tâm thị trấn, về vòng xoay Ngãi Giao ha. Và đi về thành phố Hồ Chí Minh hay đi ra quốc lộ 1A thì mình cũng cần phải đi ngang qua hướng này nha quý anh chị. Đây là bệnh viện Đông Tây ha. Cái trục đường này hiện tại thì đang mở rộng. Thị trấn Ngãi Giao thì hiện tại đang rất là phát triển nha quý anh chị. Nói chung là kinh doanh mọi hình thức đều có. Hầu như là không thiếu một cái tiện ích gì ở cái thị trấn Ngãi Giao này. Rồi để không làm mất thời gian của quý anh chị thì em xin báo về giá ha. Thì chủ đang rao bán cái lô đất vườn này với cái giá là 177 triệu trên 1 mét ngang. Thì mình có 45 mét mặt tiền ngang ha. Thì nhân lên đâu đó tầm khoảng là 7 tỷ 965 triệu. Và cái giá này là cái giá còn thương lượng nha quý anh chị. Thì quý anh chị cô chú nào mà cảm thấy cái thửa đất này nó phù hợp với cái tiêu chí của mình, khả năng tài chính của mình, thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em ha, để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị cô chú ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cô chú đã dành không ít thời gian quý báu để mà xem hết video này. Và cuối cùng mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.